có thì vân lên đây có vân chia sẻ cho mọi người coi ai nữa con nữa và vân thường lên vân chia sẻ cho người coi con đã sống và con làm con được Chúa như thế nào và được Chúa sống như thế nào rồi con nữa nên bao nhiêu đời trong trắng tay cô ba và nói bắn tắt thế nhỉ đừng có nói dài nha rồi con cái gì ở đâu chia sẻ cho mọi người à, thưa Chúa và thưa Cha thưa cộng đồng con là giáo sứ Cà Bên ở trong Thanh Hóa tên con là Maria Nguyễn Thị Ngọc năm nay con trên 60 tuổi 69 tuổi cũng đã trên 60 rồi con đã được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người là trước đây thì 10 năm về trước thì con cũng chồng con cũng ốm đau mà con cũng có đi nghe lời người ta cũng đi quấy xén rồi cũng đi làm lễ với chồng con nhưng mà rồi cũng không khỏi sau thời gian chồng con cách đây tháng 9 vừa rồi chồng con bị não thì con vào bệnh viện đa khoa tâm thần Thanh Hóa thì cũng là đỡ được con về lần thứ hai thì chồng con lại lên cơn giật thì các con không có nhà nhưng mà con các cháu con đưa đến bệnh viện đa khoa Thanh Hóa thì cấp cứu cho chồng con bị liệt đi 7 ngày và câm đi 7 ngày không nói được sau khi con nhắn tin cho cha thì cha bảo là 6 giờ cha cầu nguyện thì theo lời cha cầu nguyện thì cầu nguyện theo lời cha thì lúc đấy là cha tổng Thanh Hóa đến sức giàu cho chồng con thì đến hôm mai là chồng con tỉnh dậy thì cựa được và nói được thì con sợ là liệt đi nửa người nhưng mà sau lại cũng hoàn tất cả thì là con lúc đấy cả quân điện cho các quân ở bên nước ngoài con về thì có hai đứa quân ở bên nước ngoài về nước thì lúc đấy là chồng quân tỉnh lại là nói được đi lại ăn uống được đầy đủ còn lúc đấy thì đó quân chuyển đi bệnh viện là Hà Nội nhưng quân bảo quân cứ để yên là quân khấn lòng thương xót quân để Chúa thương xót cho chồng quân ở lại thì quân ở lại là lúc đấy là chồng quân khỏe vừa rồi quân lại cho chồng quân ra Hà Nội đi lọc máu lại bây giờ cũng là khỏe lại được rồi thưa cha. Nhà chồng con đã cựa được chưa? Đi được rồi, đi lấy đây ạ. Đúng. Con mời đến đây. Ông ơi, đi lấy đây. Anh. Chúa đã đứng ném mọi tội lỗi của chúng ta xuống tay Ngài, mọi ốm đau bệnh hoạn tâm linh của chúng ta Ngài đã mang phát lên cây thập giá. Và hôm nay người anh em, người chị em này cặp vợ chồng xứng đôi người lứa này đến đây để mà chia sẻ để làm chứng cho chúng ta từ ngoài Thanh Hóa, ngoài Bắc lạ lộ vào đây chỉ để với mục đích là làm chứng cho mọi người thấy rằng đây là quyền năng của đấng siêu lòng thương xót, của đấng ưa thích từ bi, của đấng ném mọi tội lỗi bệnh tật của ta xuống đây để tặng cho hai vợ chồng một cái máy nằm trong bài giảng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây là máy nằm trong bài giảng mà nằm trong bài giảng mới, nằm trong bài giảng kia thì chúng tôi đã xong hết một đợt thì tới đợt thứ hai để cho có thể tiếp tục nghe những bài giảng mới tại các điểm tin mừng này với những chứng nhân mới nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúc lành cho chúng con.
đây, chắp tay về đến tận nhà. Và con nữa, sau khi nhìn người ta